5 năm 2023. Em tiếp tục cập nhật cho mọi người thêm một số những hàng hình thanh lý nhé, giá rẻ nhé. Số điện thoại để liên hệ là 0393998895 hoặc 0966121377. Hôm nay thì em sẽ đi luôn vào cái chủ đề chính, những cái mặt hàng cho phiên ngày hôm nay luôn. Và rất là nhiều phần hàng hình đang thanh lý xả hàng. Các bạn có thể nhắn tin qua Zalo hoặc gọi điện trực tiếp để chốt đơn hàng nhé. Em lên cho mọi người một số những combo lan rừng nhé. Combo lan rừng ạ. Hàng rừng thì thời điểm này nó cũng khá là khan, thi thoảng mới về một số lô. Thực ra thì mỗi lần về nó cũng ít đấy. Em chia hình cho các bác dễ chọn hơn này. Gọi là đây là C0 đi, C0 là một phần. Cái này thì không biết là nó là ngọc thạch hay là ý ngọc hay là hạc vĩ nữa. Nhìn cái này nó hơi là lạ. Một cái tóc tiên này, một cái khóm này hạc vĩ này. Đây, cái C0 này này em bán 30.000 này. C1 này, C1 50.000. Đây là phần combo ngọc thạch này. 2, 3, 4, 5, 6 giờ gì đấy. Đấy, ngọc thạch 3 màu nhá, C1 này. Mã C2 cũng 50.000 ngọc thạch này. Cũng là một combo ngọc thạch à, lẫn một khóm hạc vĩ nữa này. Cũng 50.000, mã C2. Đấy, thi thoảng cũng cây nó đang có nụ này. Mã C2 này. Mã C3, 60.000 ngọc thạch. Lô này thì rất là nhiều nụ này. 60.000. C3 ngọc thạch 3 màu. Mã C4 ngọc thạch 3 màu cũng đang có nụ này. Có bông hoa luôn trên thân này. Đấy, các bác nhìn cái cánh tím tím vào nó chưa. 60.000 này. Này, cái này có toàn hàng khóm đẹp. 60.000, mã C4 này. Ngọc thạch. Mã C5 ngọc thạch 80.000. Cái này thì gồm 2 dề thôi, 1 dề này. Đây dề số 2 này, 2 dề này 80.000. Đấy, rất là nhiều thân tơ. Mã C6 em lên cho mọi người một combo chồn. Chồn này là chồn tím nhất Tây Bắc nhá, 50.000 cái chỗ combo, rất là nhiều cây. Cây nó nhỏ nhỏ thôi ạ. Cây nó nhỏ thôi, nhưng mà các bác chăm tốt nhá, sau này nó lên hoa rồi. Cây nó càng lớn là nó phát triển. Lô chồn gần như là em cháy hàng, giờ chỉ còn những cái cây giống giống này. Bán 50.000 một lô ấy. Này, đẹp chưa? Chồn đấy ạ. Mã C7 em lên cho mọi người ba cây tăm sáng hương tăm ở sắc, là xếp đẹp 1 này. Cây này xếp rụt đẹp 2 này, cây số 3. Cây này một mẹ đẻ hai con ở nách. Cây này thì hơi dập lá tí nhá, nhưng mà lá của nó là bản lá rất là dày. 60.000. Mã C8 100.000, đây là combo hoàng thảo ý ngọc. Rất là nhiều mầm. Vào đây là một dề. Hai dề hạc vĩ Tây Bắc đang lên mầm này, 100.000. Mã C9 lên combo cho mọi người gồm hai phần dề kiều. Hai lô kiều này còn đang nụ hoa nhá, rất là nhiều nụ luôn đấy, nụ nhiều lắm. Này, nụ này, đây cũng nụ này. Cả cái dề này rất là nhiều thân tơ nữa này. Hai dề này 150.000 thôi. Hai dề này ghép được một chậu kiều 150.000. Có một ít hàng kiều hàng cân. Lô đợt này thân hơi dài một chút nha. Kiều đang chuẩn bị mùa hoa ấy, đây là kiều vàng. 200.000 một cân và 50.000 một bó. Hoàng thảo ý ngọc em có hai loại, cái loại mới về này. Hàng tươi mới này là 170.000 một cân. Hàng rất là tươi nhá, rất là mới đẹp luôn ấy ạ. Còn cái loại bên đây là cái loại ít mầm. Loại này thì hàng cũ, mầm nó lên hơi nhỏ, mầm kia lên dài thì 170, còn loại này mầm ngắn thì bán 120 một cân. Loại này hơi khô một tí. Còn hoàng thảo môi tua thì vẫn là 130 một cân. Và 50.000 một bó nhé, hoàng thảo môi tua. Em có duy nhất 3 phần chùm tím nhé. Mỗi phần chùm tím nó rất là nhiều mầm. Đấy, mầm nó nhỏ nhỏ xíu xíu này. Đấy, chùm này là chùm rừng ươm ki lên. Đây, mầm. Cả một lô đông đống này, một đống này. Đấy, nhiều nhiều này em bán là 100.000 một phần này nhá. Về các bác ghép cho em vào cái lũa đấy. Riêng cái chùm này, bình thường các bác biết ghép chùm nhanh nhất và phát triển mầm nhiều dễ nhất là người xã ta làm nào không? Người ta tách từng cái thân chùm ra. Đấy, đây là những cái thân chùm mà người ta tách từng thân một ra ấy, xong người ta ghép lên này. Bây giờ thân nào cũng có mầm. Đấy, mọi người thấy chưa? Đẹp chưa? Đấy, xong bây giờ các bác ghép lên là ăn luôn. Đây là chùm tím rừng hàng ươm nhé. 100.000 một phần. Ít thì kiểu mỡ gà này, em bán là 100.000 một bó. Đây, hôm trước nó bị hao đấy, tặng thêm cho mọi người thêm một vài nhánh. Này, 100.000 một bó kiểu mỡ gà. Có một số những combo hàng hình và số lượng nó chỉ dư ra tầm một vài chậu nhá. Đầu tiên đó chính là cái màu ngọc trai đen này. Ngọc trai đen thì còn duy nhất một chậu này. Hàng cây đôi. Đây là cây số 1 nó không sao này, nhưng cây số 2 nó bị cháy một cái lá đầu ngọn này. Hàng này em thanh lý cho bác 150.000 nhá, 230 giảm giá còn 150.000 này. Chậu châu số 2, chậu này cũng 150.000. Đây là cây cam lửa. Cam lửa đây, gãy một cái lá ở đây. Còn đây là cây bên đây không sao. Cây số 2 cũng 150.000, cam lửa.
Màu số 3 là màu hồng cánh sen, chỉ bị cắt một xíu lá ở đây thôi. Hàng cây to này đang bán 270.000 nhá, giảm cho các bác là 240.000 cái chậu này. Giảm còn 240, cây to lắm, hồng cánh sen, chỉ bị sứt một hôm vừa rồi gãy một tí lá ở đây này. Tiếp đến em có một cây dáng hương tam màu sắc hoa trắng nhá, màu trắng tinh khôi, trắng đột biến ạ. Hoa trắng này, cây lá xếp V, cây này rất là nhiều cặp lá. Em bán là 200.000 chậu tam màu sắc trắng. Còn một chậu trồn trắng này, 140.000. Chuẩn trồn trắng, vừa rồi ra hoa vòi rất là dài luôn. Tiếp đến là nữa là một giò giả hàng hồng ngọc mắt xước. Giò này rất là nhiều thân tơ, mầm gốc đang lên này. Giò này em bán là 150.000, giảm giá nốt nhé, cây này 170 đấy. Và còn hai chậu, đây là đai châu và hoàng nhạn lẫn nhau. Một combo này là 130 một chậu. Đấy, 130 một chậu châu với hoàng nhạn. Đấy, có hai chậu này bán nốt 130. Em có ba cái giò đen đỗ úc mắt đen thanh lý nhá, đều là dòng nan nhựa đấy ạ. Đấy ạ. Chậu đen đỗ úc mắt đen số 1 này, hàng thanh lý số 1 này, chậu to này. Em bán là 130k. Đấy, 130.000. Hàng Tết 200.000 đấy. Tiếp theo chậu đen đỗ úc mắt đen số 2, chậu này thì lỗi ngọn một chút xíu. Chậu này em bán 90.000 cho mọi người vào giống làm giống này. 90.000. Các bác có thể nhổ chậu ra nhá. Thôi 80.000 đi. Bác có thể nhổ chậu ra để cho nó đỡ tiền cước nha, 80k. Chậu số 3 này. Chậu số 3 90.000. Đấy, ba chậu này những cái chậu nào rẻ tiền các bác nhổ chậu ra tiền cước nó sẽ rẻ hơn, tại vì bởi vì để chậu thì nó sẽ tính theo độ cồng kềnh đấy ạ. À, tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến dòng lan cát mọi người ạ. Lan cát thì nhà em vẫn tiếp tục miễn phí ship khi các bác mua từ 3 chậu lan cát bất kỳ nhá. Chương trình này là em áp dụng cho đối với lan cát, bởi vì nhà em chuyên chạy số lượng về lan cát. Đấy, còn mua ít hơn thì các bác vui lòng trả tiền cước nhá. Còn nếu mà đặt gộp cùng mặt lan khác thì các bác cũng trả tiền cước, bởi vì chỉ có bao ship đối với lan cát thôi. Đấy, hàng này thì khi gửi đi thì em sẽ gửi kèm cho mọi người một tờ hướng dẫn kích hoa lan cát, bởi vì rất là nhiều khách hàng trồng lan cát nhưng lại không cho hoa. Thì em không biết lý do là gì, nhưng mà đối với lan cát, thứ nhất là yếu tố đầu tiên các bác phải cho ăn nắng. Đấy, ăn nắng thật nhiều nhá là cát sẽ ra hoa. Và thứ hai là nếu kết hợp thêm những phân bón lá như là phân kích hoa này, sử dụng bộ sản phẩm NPK của Gromo ấy, thì bộ sản phẩm ấy rất là hữu hiệu. Đấy, 30.000 một lọ thì nó theo cái chu trình phát triển đấy, mình tưới phân theo đúng chu trình đấy là các bác sẽ được chơi hoa lan cát liên tục luôn. Đấy, và sau đây thì em sẽ lần lượt báo giá cho mọi người từng mặt hàng lan cát, đính kèm cho các bác mặt hoa nhá. Đầu tiên thì em xin giới thiệu cho các bác đến mã cát bảy sắc cầu vồng. Đấy mọi người nhá, đọc tên cho em là tên cát gì nhá. Bảy sắc cầu vồng này, đợt này khá nhiều cây đang chuẩn bị mèo. Dòng này là cát một lá và bông đại các bác nhá. Bảy sắc cầu vồng là hàng hot đấy ạ. Một cái mặt hàng hot của dòng cát mà em bán cực kỳ là chiều chạy hàng. Em bán 130.000 đồng một chậu thôi. Đấy, cát bảy sắc cầu vồng ngày đầu tiên em bán chậu lan cát bảy sắc cầu vồng ấy, nhập của một cái vườn mà chậu y hệt số lượng thân như vậy mà 200.000 ấy, không phải rẻ đâu. Loại này hôm nay có 130, giờ nhập được cái vườn. Vườn nó rẻ hơn rồi, khôn hơn rồi, tìm được vườn nó rẻ hơn. Tiếp theo là cát ba lưỡi vàng ba lưỡi đỏ. Loại này thì bụi rất là to, rất là nhiều thân. Ba cánh vàng ba cánh đỏ nhá. Đấy, dòng này còn ba chậu thôi ạ. Và giá em bán là 160.000 đồng một chậu. Ba vàng ba đỏ. Tiếp theo bên đây đó chính là mã cam chớp. Màu cam chớp này thì thực sự là cực kỳ là VIP, bông hoa đẹp lắm ạ. Cam chớp này 130.000 đồng một chậu nhá, cam chớp. Em show cho mọi người cái mặt hoa của các bác thì các bác sẽ thấy là cái mặt hoa cực kỳ là đẹp, bông cũng là dòng bông trung to ấy. Và bông của nó là màu cam lửa đậm đà với cái chớp viền màu đỏ. 130.000. Tiếp theo là màu vàng chùm. Vàng chùm thì còn duy nhất hai bụi, bụi nào cũng rất là to nhá. Đấy, bụi này cũng to. Nói chung là hàng này hàng cắt hai lá, hoa chùm. Loại này vừa rồi nở hoa nhiều á, nên là các bác về làm giống nhá. Chậu này là 130.000 một chậu. Vàng chùm có hai chậu, to có tính có 130 thôi. Tiếp đến đó chính là vua cương sơn, còn duy nhất một chậu này, rất là to đùng luôn. 130.000 dòng vua cương sơn. Bình thường cái loại này nhá, vua cương sơn bình thường thì cây của nó bé xíu thôi. Chậu này nó thuộc dòng nhiều thân đấy, 130.000, còn một chậu cuối cùng. Tiếp theo là màu hồng, hồng đại. Đấy, mọi người có thể nhìn cái mặt hoa trên màn hình, cái bông hoa của nó là màu hồng phấn đấy, màu hồng phấn, cái này gọi là hồng phấn. Tiếp theo là mã hồng phấn này, chậu cũng nhiều thân, 130.000 đồng một chậu hồng phấn.
tiếp đến nữa. Đó chính là màu hồng Anna. Dòng này hoa của nó chùm. Hoa chùm đẹp. Hồng Anna cũng 130.000 đồng một chậu. Tiếp đến là màu cam chùm. Đây cam chùm rất là nhiều thân, dòng hai lá là hoa chùm nhá các bác nhá. Loại này cũng 130.000 đồng một chậu cam chùm. Tiếp theo là cát bảo nghi. Dòng bảo nghi thuộc trong những cái dòng mà hoa của nó là dòng đổi màu nhá, dòng hoa đổi màu. Loại này 150.000 đồng một chậu nhá. Dòng này em nhập nó cao tiền hơn một chút. Bảo nghi này, hoa đẹp lắm, bông to, dòng gắt một lá bông to. Bảo nghi. Dòng này bán hot, chạy hàng còn 6 chậu thôi. Là cát Taekwondo. Đấy, ai biết chơi cát thì dòng Taekwondo này quá là nó nổi tiếng rồi. Dòng này một chậu này cũng là chậu size to, nhưng mà nó để nói mà to nhiều thân bằng những chậu khác thì nó sẽ không bằng. Taekwondo này là 220.000 đồng một chậu. Hoa rất là đẹp, màu vàng, họng đỏ và cánh chớp chớp đỏ đấy ạ. Hoa đặc sắc, 220.000 đồng một chậu, mua 3 chậu miễn ship. Tiếp đến là Azura, Siam Azura. Cái bông hoa thì không thể nào miêu tả được độ đẹp của nó, nên em có đính kèm cho mọi người mặt hoa trên màn hình. Bụi của nó to nhá, vừa to vừa cao các bác này. Vừa to vừa cao cái Azura này, vừa to vừa cao, nhiều thân nữa. Em bán 230.000. 230. Một chậu Azura nhá. Không biết 220, 230, cái này em sẽ xem lại bảng giá nhá. 230.000 tại vì chậu to. Tí em xem lại. Tiếp đến là cát trắng lưỡi tím. Đây ạ, bụi trắng lưỡi tím, dòng này hoa thơm, bụi to nhiều thân. Dòng này thân lùn lùn thôi, 230.000. Cát trắng lưỡi tím. Hắc tùng đỏ, siêu nổi tiếng, hoa của nó màu đỏ đậm. Nhà em là về size to, chứ còn thị trường bán toàn chậu bé xíu thôi. Chậu bé tí thì tí đấy ạ. Chậu chỉ có vài thân này đã rơi tầm 150 rồi, hắc tùng nó đắt mà. Em bạn về chậu bự nhá, nhiều thân nhá, lô này về nhiều thoải mái lựa chọn. 220.000 đồng một chậu hắc tùng đỏ. Chớp ngọc 3 màu. Dòng hoa thơm. Hoa trắng lưỡi tím này, dòng hoa thơm này. Hoa trắng này, viền chớp tím này. Loại này em bán là 200.000 đồng một chậu. Chớp ngọc 3 màu. Kim cương xanh, bụi siêu to đùng. Này bụi cũng là bụi to này. Kim cương xanh, bụi to lắm mọi người nhá. Kim cương xanh. Bông của nó là màu xanh cốm, màu xanh rất là đẹp, màu xanh rất là mát mắt. Bụi to 220.000 đồng một chậu. Em có hai cái chậu này là cát nó bị lẫn màu này. Em bán 160 đấy ạ. Loại xe to này đang bán 200 nhưng mà nó lẫn màu. Màu này nhà vườn báo là màu vàng, nhưng không biết là nó có họng gì không, thì em bán cho mọi người với giá 160 nhá, bằng size chậu bé nhá. Tiếp đến nữa đó chính là tú cầu đỏ. Một chậu tú cầu đỏ nhiều thân như thế này em bán là 200.000 đồng một chậu nhé. Dòng này cắt đỏ hoa chùm, 200.000 đồng một chậu. Và trên đây là rất là nhiều những mặt hàng lan cát trong phiên ngày hôm nay. Và ngày mai cũng hứa hẹn về thêm những cái mặt hàng lan cát khác. Thì các bác theo dõi hộ em video mới nhé, để cập nhật những cái mặt hàng mới nhất của nhà em ạ. Đến em lên cho mọi người hồ điệp ạ. Ngoài băng băng 38.000 thì tất cả những dòng hồ điệp khác, hàng cốc 2.8 này em sẽ bán với giá chỉ có 35.000 đồng một cốc thôi ạ. Và tất cả đều là phân màu hoa nhé. Đây là màu tím chấm này, dòng tím chấm này hoa của nó, dòng mini phân nhánh rất là đẹp. Tím chấm một cốc như vậy em bán với giá là 35.000 đồng một cốc. Sang bên đây là chim ba màu, dòng này thì nổi tiếng là bèn hoa. Đây ạ, chim ba màu, 35.000 đồng một cốc, mua 10 cốc miễn ship. Tiếp đến là màu xanh bơ. Đây ạ, xanh bơ. Xanh bơ là thuộc dòng bông đại các bác nhé. Tết năm ngoái em ghép những cái chậu xanh bơ hàng hoa đại cho khách hàng rất là cháy hàng. Đấy, 35.000 đồng một cốc. Vàng chanh vẫn là cái màu rất là phổ biến ạ, cũng 35.000. Hồng đại ạ, hồ điệp hồng đại. Dòng này cây to nhất trong tất cả các dòng hiện tại. Loại hồng đại này bông của nó bông đại và cây của nó cũng rất là to, 35.000 đồng một cốc ạ. Và cuối cùng là trắng V3, một cái màu trắng tinh khôi, một màu trắng mút. Trắng V3 là dòng hoa đại nhá, cũng 35.000. Đấy, mua 10 cốc hồ điệp bên em sẽ miễn phí ship vận chuyển. Hồ điệp băng băng trăm hoa. Đấy, năm ngoái là cái mặt hàng này là cái mặt hàng siêu hot của cái đợt hồ điệp năm ngoái. Đâu đâu nhà nhà cũng đều có hồ điệp băng băng như các nhá. Đấy, băng băng hôm nay thì đây ạ, những cái chậu này là chậu cây giống. Đấy, những cái chậu cây giống nhá các bác nhá, không phải là những chậu cây to, hàng to thì hàng Tết cơ. Còn bây giờ chủ yếu bây giờ thời điểm này là các bác trồng hàng giống. Đấy, những cái chậu này thì cây cũng không quá to đâu, nhưng mà
chuẩn giống này, cái lá dưới nó sẽ hơi tím tím như này, dòng băng băng thì nó cái dòng phân nhánh rất là đẹp. Em bán một chậu băng băng với giá 38.000 đồng một cốc nhá. Loại này mua 10 cốc em sẽ miễn ship. Đấy. Cái giá thị trường loại này nó còn rơi tầm khoảng trên 40 đến 50 nghìn một cây cơ. Đấy. Hàng này thì bọn em lãi xíu xíu thôi, chủ yếu là lấy số lượng ạ. Nhiều khách là lấy 5-10 chậu về trồng ấy, có 38.000 quá rẻ. Tiếp đến là những giò giang hương tam bảo sắc hoa vàng nhá. Đây cái mặt hoa của nó này. Vừa sổ ra cái bông hoa này, bông hoa rất là to và bông hoa giống hoàng nhạn cho mọi người. Thơm lắm mọi người ạ. Để nói mà loại thơm thì đúng là dòng giáng hương là những cái dòng hoa thơm nhất. Giáng hương tam bảo sắc hoa vàng. Đây những cái giò này là những cái giò ghép thuần rồi nhá. Thi thoảng một số cây vẫn còn nụ, một số cây thì nó chưa đâm nụ các bác ạ. Bởi vì dòng Gia Lai này thì nó nên nụ muộn hơn. Đấy một bảng hôm nay cũng khá là nhiều cây. Xếp thành một bảng như này em bán là 180.000 đồng một giò nhá. Rất là nhiều cây ạ. Đợt đấy cây nó to hơn, nhỉnh hơn, 180k. Em chỉ còn đâu đó tầm gần chục bảng bẹt châu Như thôi. Mọi người nhìn này. Cái dòng bẹt châu Như này các bác về ươm ki cho em nhé. Nó sẽ lên ki ở những cái thân này này. Bởi vì đợt vừa rồi hoa nó sẽ nở, nó chỉ lác đác thôi ạ. Và đây những cái mầm gốc lên khá là dài rồi nhé. Thân tím lịm. Dòng này bẹt đậm lắm ạ. Và hoa rất là thơm. Một bảng bẹt châu Như này giá là 140.000 đồng một bảng ạ. Tiếp đến là Zaza mini các bác ạ. Hôm nay thì em đóng số lượng Zaza rất là nhiều rồi mọi người này. Cả một dãy Zaza chỉ còn từng đây thôi. À vẫn còn một ít nữa em để ở phía đằng trước nhà. Và Zaza thì em vẫn bán cho mọi người 22.000 đồng một cốc nhá. Lô này thì cây khá là nhiều nụ. Nói chung là Zaza thì nó nhiều màu các bạn. Để mà nhặt mỗi cây một màu thì nhiều khi không thể chính xác hết 100%. Nhưng mà cứ lựa cho các bác. Những cái chậu nào mà nó nở hoa rồi thì em mới biết màu. Còn những cái chậu mà nụ như này thì chưa biết màu được. Cứ lựa nhiều khi lựa cho các bác theo cân đối các bác nhá. Đấy, những cái chậu này đấy tầm này là 22.000 đồng một cốc. Và đang có chương trình là mua 10 tặng 1 nhá. Mua 10 tặng 1 Zaza mini. Hàng này lô này về bán siêu nhiều hàng. Bởi vì nó có một cái chương trình rất là ưu đãi từ trước đến giờ. Hàng này thì em sẽ không miễn ship đâu ạ. Từ trước giờ chưa miễn ship. Bởi vì bán 22.000 có lãi được mấy đâu. Mà miễn ship cho các bác đúng không. Đấy. Còn hôm nay thì em có lọc ra cho mọi người một cái combo này. Combo thanh lý. Thực ra thì hàng này nó ít thân hơn. Đấy. Mọi người không phải là gửi đi cho bác. Nhiều bác bảo chê cây nhỏ. Lô gửi cho bác là đã lựa hẳn sẵn rồi đấy. Nhiều cây nó bé hơn bọn em sẽ thanh lý sau. Các bác thấy chưa? Đấy, thanh lý. Cái lô thanh lý này thì cây của nó ít thân hơn. Đấy. Thì loại này thì bán cho các bác combo là 180 được 11 chậu. 180.000, ví dụ như combo này, cả dãy này có 180.000 được 11 chậu ra nhé. Nói chung cũng lựa cho các bác nhiều. Chắc này cũng nhiều màu ấy. Đây, nụ xanh xanh lúc thì nụ tím tím này. Có nhiều màu. Chắc chỉ lựa được 3-4 combo thôi. Tại vì trong một lô chỉ lựa ra 3-4 combo là đã hết lãi rồi. 180-11 chậu Zaza này nhá. Bác nào muốn lấy hàng thanh lý là 180-11 chậu. Còn mua hàng đẹp vẫn là 22.000 đồng một chậu. Mua 10 tặng 1. Đấy 180 được một ôm luôn. Tiếp đến dòng Đai Châu nhá. Dòng Đai Châu nhà em hiện tại thì có những màu hàng phân màu hoa. Và hôm nay thì có những màu như sau. Đầu tiên đó chính là màu trắng. Trắng này là hàng lá ngắn nhá. Hàng lá ngắn, lá mít khá là đẹp. Một chậu là chậu 2 cây. Đấy, màu trắng này em bán là 270.000 đồng một chậu 2 cây. Đây là Đai Châu trắng. Rất là đẹp luôn mọi người ạ. Lá ngắn mít đẹp, màu trắng. Cây đôi. Tiếp theo là hàng mít nhưng mà không phân màu. Hàng này có hai loại. Đây là loại cây to này. Là 120 hôm nay sẽ giảm giá cho bác. 101 này. Còn cái loại này là 95.000. Đây loại 95.000 thì nhỏ hơn. Loại 95 thì tính 90. 90 và loại 101 nhé. Hôm nay giảm giá cho các bác. Đây là mít. Nhiều màu. Còn đây là hồng cánh sen. Hồng cánh sen duy nhất 3 chậu được ạ. Cây to, đẹp. Nói chung là hồng cánh sen thì cây của nó dòng hoa VIP nên cây của nó cũng không to như những cái loại khác đâu. Nhưng mà hoa thì chất lượng. 270.000 đồng một chậu hồng cánh sen hàng chậu gỗ. Và phía bên đây là cam lửa nhé. Cam lửa em sẽ có hai size. Size cây to bên đây là lô mới về. Còn lô này là lô hôm trước. Nhưng mà lô hôm trước nhập thì đã thấy là hai cây nó khá là to đều nhau rồi. Lô mới về còn to hơn, nó nhỉnh giá hơn một chút. Thì hai mức giá là châu cam lửa này 230 và châu cam lửa loại mới về này. Mới về còn duy nhất 4 chậu thôi. Cũng 250. Mọi người nhá, cam lửa nó có hai size các bác nhá. Loại 230, 250. Màu này, cái màu này là màu hot năm ngoái ấy, em bán nhiều. Năm ngoái em bán nhiều lúc mà đang có hoa ấy.
bán rất là chạy hàng luôn. Mà loại này thơm cực kỳ, ra ra nắng thì rực rỡ ạ. Tiếp đến là hoàng nhạn va. Hoàng nhạn va là cái hoa của nó sẽ là hoa vàng lưỡi trắng nhé. Dòng này dòng đột biến hoa của bên Thái Lan, người ta nhân tạo ra những cái cây mà rất là đẹp. Đấy, tình trạng cây đây. Em có hai loại, đây là loại chậu nhựa. Loại này thì em bán giống cho bác là 170.000 đồng một cây. Thực ra là cây nó cũng nhiều cặp lá các bác nhé. Còn nếu mà các bác lấy sang cái loại size VIP hơn thì cái loại này là loại chậu gỗ. Đây có thể mang một cây để cho mọi người so sánh với cái cây chậu nhựa và cây chậu gỗ nhé. Đây ạ, đây là cây chậu gỗ này. Tuổi cây nó sẽ lớn hơn các bác ạ. Đấy, loại này thì 250 một cây, hàng chậu gỗ này. 170 và 250 nó có hai size. Dòng này thì cực kỳ là thơm. Tiếp theo là Brass thì em có hai loại là màu Brass hoa trắng, màu trắng đây, và đây là Brass hoa màu vàng. Đấy. Hôm nay thì còn số lượng cũng ít thôi. Đây màu trắng này. Ờ bụi vẫn to lắm mọi người ạ. Bụi to mà lên mầm đẹp lắm, thuần nhà em rồi. 100.000 một bụi nhá, mua hai bụi tính giá 90.000, màu trắng và màu vàng. Màu trắng thì thân lùn hơn, màu vàng thì thân của nó dài hơn. Đây là lọng đỏ, màu đỏ đô rất là đẹp nhá. Một chậu lọng đỏ hàng của Thái này. Hàng này hoa màu đỏ đô rất là tuyệt vời. Chậu to, nhiều thân. 150.000 đồng một chậu lọng đỏ. Tiếp đến là dòng vũ nữ nhá. Nhà em sẽ bao ship cho các bác khi mua vũ nữ từ 3 chậu trở lên. Và không áp dụng đối với dòng hàng giảm giá nhá. Trước mặt mọi người đó chính là vũ nữ nhẹ nâu. Nhẹ nâu nhà em về còn duy nhất 6 chậu thôi ạ. Đây là chậu những chậu to, chậu to. Hàng này thì đang giảm giá từ 240 còn 220.000 một bụi. Bụi siêu to đùng này về các bác tách ra cho em. Đấy, có thể chia ra làm 3 đến 4 chậu nhỏ nhá. Loại vũ nữ đẻ rất là nhanh, vũ nữ nhện nâu nở quanh năm. Tiếp theo vũ nữ mèo cam. Mèo cam toàn bụi cũng nhiều thân nữa nhá. Do hôm nay thì cũng chỉ còn 4 bụi thôi nên là em sẽ giảm giá cho mọi người mèo cam còn 190.000 đồng một giò nhá. Đây có cả những cái giò mà nó có nụ nhưng mà nó bị gãy một chút xíu đây. Đấy, nhưng mà nó đang phân nhánh. Cái này thì gửi cho bác xem được mặt hoa, còn không đa phần là chưa có hoa nhá. Tính 190 một bụi, còn một chậu, còn 4 chậu cuối cùng. Và vũ nữ sô-cô-la, dòng sô-cô-la này cũng chỉ còn 2 chậu thôi ạ. Và chậu nào cũng đang có ngồng hoa, 200.000 đồng một chậu. Đấy, vũ nữ mua 3 chậu miễn ship. Em có hai cái chậu này là nhện nâu nhưng mà chậu hơi nhỏ nhá, lọc ra được hai chậu nhỏ này, bán cho mọi người làm giống này. Chậu này ký hiệu là chậu số 1 này. Đấy, cây đang lên mầm rất là đẹp này. Chậu số 1 này em bán với giá là 160.000. Hàng giảm giá không miễn ship nhá. Chậu số 2. Chậu này to bự hơn, 180.000. 180.000 nhện nâu, to đùng luôn. Đấy có hai chậu này là chậu giảm giá. Nhện nâu. Tiếp theo là trầm rồng đỏ ạ. Tiếp tục nhà em vẫn có những cái chậu trầm rồng đỏ. Đây ạ, nếu mà các bác lấy những cái chậu mà nó ít thân, ví dụ 4 thân như thế này thì thân rất là già, rất là đanh. Và nếu mà lấy thích chậu nhiều thân hơn thì cũng có chậu là 5 thân, 6 thân như thế này. Đấy. Và em bán đồng giá cho mọi người một chậu trầm rồng đỏ như vậy với có chỉ có 150 một chậu thôi. Nhà em về trầm rồng đỏ treo một dãy này. Bây giờ chỉ còn nhiêu đây thôi mọi người nhá. Nên các bác biết số lượng trầm rồng đỏ nhà em bán ra rất là nhiều. Cây nó đanh nhá, nó không phải là những cái loại cây mà nó non choẹt đâu. Hàng này là hàng chơi Tết năm nay đó. Này, chậu nhiều thân chưa? Thường những chậu ít thân thì nó đanh hơn, những chậu nhiều thân thì nhìn nó tơ tơ hơn một chút. Đấy, cứ đồng giá là như vậy, còn 6 7 chậu thôi. Rất là đẹp, có 150 mọi người. Đẹp lắm. Lấy chậu ít thân và nhiều thân tùy thích. Nhiều thân thì nó dồn giữ chất. Tiếp theo là thiên cung lữ bố. Ồ, đây thiên cung lữ bố đây, nhà em vừa treo lên trên đây. Hàng về nhiều loại quá. Thiên cung lữ bố vẫn là những cái chậu mà rất là nhiều thân, nhiều cây. Đấy, hàng chậu các bác mua rồi rẻ hơn hay là hàng bảng. Hàng bảng vừa rồi bán cái bảng là 240 ấy mà chưa chắc số lượng mầm đã như thế này đâu. Hôm nay một chậu thiên cung lữ bố này em bán có 160.000 thôi. Hạc vĩ thiên cung lữ bố nhé, dòng này là dòng thân thòng. Thì các bác có thể ghép chậu như này cũng được, hoặc ghép lên dớn, ghép thòng xuống. Đây, sau này thân nó còn dài đến hàng mét như này, mét cơ. Giờ nó vẫn đang thời điểm này mà đã dài, nhiều thân đã dài như này rồi. Ghép thòng xuống cho nó đỡ bị gập gốc nhá. Bây giờ cây của nó mới lên nhú nhú như này thì em cứ để cho này thôi. Có 160.000 một chậu đầy kỳ mọi người ạ. Hoa rất là đậm, rất là đẹp. Tiếp bên đây là những cái bảng long tu xuân. Đây mọi người nhìn long tu xuân nhá. Long tu xuân thì thân nó hơi xanh xanh còn hoàng xanh đậm, còn hoàng thảo vôi nó hơi thiên về xanh vàng. Đấy. Hàng hiện tại thì em sẽ lấy cho mọi người những cái bảng mà nó có đã ghép sẵn nhá. Ghép sẵn để các bác về các bác chơi luôn.
Chứ còn nếu mà lấy hàng cân bây giờ, thứ nhất giá thành nó rất là cao, và thứ hai mùa nắng này các bác ghép hàng cân của những cái dòng này á, nó rất là khó đấy ạ. Bởi vì sao? Hai cái dòng này, ví dụ như Long Tu này, Hoàng Thảo Vôi, lá của nó rất là mỏng này. Thứ hai là nó giống như kiểu cái lá mồng tơi, nó rất là dễ bị thối ạ. Đấy, nên là lấy những cái bảng này nó rất là nhiều mầm. Đến cuối năm nó dài, các bác chơi hoa đây, những cái thân già năm ngoái này, mọi người thấy chưa? Thân hoa dài chưa? Có 160.000 một bảng thôi. Có Long Tu và Hoàng Thảo Vôi nhá. Những cái bảng nào ngắn nhất thì em lại tiếp tục em lại nuôi, còn gửi là gửi những cái bảng dài trước cho các bác, yên tâm là như vậy. Nên là tại sao các bác cứ chọn đặt sớm thì em sẽ chọn cho bác những cái bảng dài đẹp sớm. Đấy này, cái bảng năm ngoái này, mọi người thấy chưa? Thật dài này các bạn. Bây giờ nó còn đang đua ngọn. Nó còn dài 5-60cm cơ. Có 160 thôi. Có sao bên đây là những cái bảng giá hàng Pháp. Không biết là một cái bảng giá Pháp này nó có bao nhiêu mầm nữa. Chỉ biết là số lượng thân trong một cái bảng này rất là nhiều. Đấy, em về cả một lô ấy, hàng 5-70 chậu cơ. 5-70 bảng rất là đẹp, thân tím lịm. Và loại này là giá hàng Pháp rất là đẹp nhé. Chuẩn hoa mà dễ trồng. Em bán một bảng giá Pháp 150 thôi. 150.000 một bảng giá Pháp. Họng hồng thì em có cả về cả 5 cái trắng họng tím ạ. Cái 5 cái trắng họng tím này thường thì nó sẽ còn hiếm hơn là cái họng hồng nhá. Năm ngoái gần như em bán được 1-2 lô họng tím này, có đâu không có cái 5 cái trắng họng tím này. Bông to, rất là thơm. 5 cái trắng họng tím ạ. Đấy ạ, một chậu trung bình nó rơi tầm 4-5-6 thân. Đấy, chậu nào mà nhiều thân, ít thân thì nó dài dài như thế này. Nhiều thân thì nó ngắn hơn chút. Em cố gắng là em sẽ nhặt cho bác những chậu đẹp. Đấy. Một chậu 5 cái trắng họng tím này thì em bán là 130.000 đồng một chậu. Bác nào mua 2 chậu họng tím thì em cũng tính là 250.000 một cặp nhé. Bác nào nhặt trước thì em sẽ nhặt cho bác chậu nhiều thân trước này. 130 một chậu thôi. Bảo đảm cho mọi người là cái lô này giá rẻ đẹp. Trầm semi, bảng trầm semi 5 cái trắng khuôn bông đây. Rất là đẹp, khuôn bông hoa rất là thơm. Đấy, trầm semi chuẩn giống nhá các mọi người nhá. Bây giờ chủ yếu là về chăm ươm mầm giống thôi, mầm gốc thôi, hoặc có thể cắt ra ươm ki thôi, chứ bây giờ nhiều cây nó cũng đang chuẩn bị tàn hoa mất rồi. Đấy, tàn hoa gần hết rồi. Còn 1 2 3 4 5 bảng trầm semi này nhá. Với giá là 140.000 đồng một bảng trầm semi 5 cái trắng. Đây. Ngắm lại khuôn bông của nó đẹp lắm. Semi trầm semi 5 cái trắng thơm, đẹp, dòng như kiểu dòng đột biến ấy. Tiếp theo vẫn là những dòng đen đô nắng nhé. Mặt hoa thì rất là nhiều mặt hoa. Và trong tất cả những dòng hàng hoa lan thì em thấy là dòng đen đô là cái dòng mà được rất là nhiều khách hàng yêu thích. Kể cả các bác mới tập chơi thì dòng đen đô này nó dễ chăm, dễ trồng và rất là dễ phát triển các bác nhé. Đen đô hôm nay thì nhà em có gần 25 loại khác nhau. Và tất cả những dòng đen đô này đều là những màu mà rất là hot nhé. Rất là hot và em bán rất là chạy hàng. Các mặt hoa của dòng Dendro thì em có đính kèm trên màn hình để các bác dễ dàng lựa chọn hơn cái mặt hoa mình yêu thích. Còn hàng thì bao chuẩn nhá, bao chuẩn hoa, bao chuẩn giống luôn. Đấy. Tất cả gửi đi để em sẽ ghi tên cho mọi người vào thành bầu như thế này. Về các bác có thể dễ dàng phân biệt hơn. Đấy, Dendro rất là nhiều loại nhá. Đấy, mùa này trồng Dendro cũng rất là ok. Và hoa của dòng Dendro thì nó bền từ 2 đến 3 tháng. Đấy, chơi có thể chơi Tết được nhá. Cái dòng này kích hoa chơi Tết rất là đẹp. Sau đây thì em xin lần lượt giới thiệu đến từng dòng hàng Dendro đến mọi người nhá. Nhưng mà mọi người, nó Dendro bò blue vừa mới về. Phải nói là cái Dendro bò blue em không biết là bán bao nhiêu cây rồi ạ. Đấy, tiếp tục lại về lô hàng mới này. Cây cao chưa mọi người? Bò blue nhá. Hàng năm em lấy cái vườn kia cây chỉ cao bằng một gang tay thôi. Bây giờ các bác nhìn này, cái thân này, thân chung chung này cao đã gang rưỡi rồi. Còn chưa kể thân cao nhất. Đấy, có những cây cao như này, nhưng thậm chí là cũng có những cái cây lùn lùn hơn. Đấy, không phải là cây nào cũng cao như nhau. Nhưng mà cây lùn thường là sẽ nhiều thân hơn là những cái cây cao. Nhưng mà tổng thể một cái lô hàng Dendro bò blue này em thấy là rất là xịn, rất là đẹp. Đấy, cây nào ít thân quá thì em sẽ thanh lý sau. Đấy, còn đâu là hàng, đa phần là hàng đẹp. Và một chậu bò blue Dendro em bán chỉ có 65.000 đồng một cây thôi. Em nợ đơn rất là nhiều khách hàng mua cái dòng bò blue này. Bởi vì mọi người thấy là cái lô này nó về nó đẹp và nó to hơn mà mọi người mong đợi đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, hàng vừa mới về nhé. Bò blue 65k. Theo bên đây là bà liễu xưa. Mọi người thấy chưa? Tất cả dòng Dendro loại nào khác thì lá nó cũng sẽ khác nhau này. Cái bà liễu xưa hoa thơm nhá. Dòng này thì lá của nó hơi dài, bò blue nó thiên về lá tròn hơn. Đấy, bà liễu xưa hôm nay về cây cũng rất là cứng cáp này. Chiều cao cây nó phải rơi tầm gang rưỡi đến gần 2 gang tay rồi. Đấy, cây rất là đẹp này, có những cây tơ mướt đẹp chưa? Toàn bộ đều là dòng cây tơ hết các bác nhá.
Đấy, hàng này thì gửi đi thì các bác, riêng bà Liễu nhá, các bác nên lấy số lượng nhiều về các bác ghép tác phẩm, bởi vì có những cái tác phẩm bà Liễu xưa nó chậu, người ta thường trồng chậu to. Em có cái loại chậu phi 30 là 590.000 ấy, nhưng mà nếu mà các bác cứ mua là 3 chậu này về là được một chậu bà Liễu rất là đẹp. Đấy, em bán 65.000 một chậu bà Liễu thôi, chưa bao giờ bà Liễu với giá 65.000 luôn ấy. Thông thường toàn 70 đến 80.000 một chậu luôn. Có 65.000 một đợt chậu bà Liễu xưa. Dòng này nó mệnh danh là dòng 5 cánh trắng quốc dân và rất là thơm. Đấy, hai số lượng loại này là em lấy số lượng nhiều nhất, hàng trăm cây về mà nó cũng hao, cũng thiếu hàng của khách luôn ấy. Em cứ về em cứ gối liên tục cơ. Tất cả hàng này thì em thấy là cũng đã đứng ngọn nhiều rồi đấy ạ. Cũng có cây đi ngọn nhưng mà tỷ lệ ít thôi. Đẹp chưa? Ở trước mặt mọi người đây chính là lô đồng tiền tím này. Đồng tiền tím này, lá của nó rất là bự, rất là đẹp và cây mập lắm ạ. Dòng này hiệu hoa cực kỳ là sai, cực kỳ là siêng này. Lô hôm trước thì cây bé xíu bằng cái thân này thôi á. Lấy vườn này cây rất là to mà giá lại còn rẻ nữa, 65.000 đồng một cây nhá. Đây là đồng tiền tím này. Đồng tiền tím, bông hoa dài, vòi dài xương hoa. Màu tiếp theo đó chính là thông chai gôn. Dòng này hoa của nó là màu vàng lưỡi đỏ và hoa rất là thơm nhá. Đấy, hoa thông chai gôn này. Cây này chiều cao nó rơi tầm khoảng hơn 1 gam một tí, nhưng thân của nó lùn lùn xinh xinh. Thông chai gôn, hoa cũng rất là đẹp, 65.000 đồng một chậu. Sang tiếp theo đó chính là Robert hoa thơm. Ai đã chơi dòng Robert thì nó là dòng hoa màu trắng, họng tím. Và loại này thì hoa cực kỳ là thơm nhá. Đây, có những chậu rất là lùm này. Robert hôm nay chậu rất là lùm đẹp này. Thấy mọi người thấy chưa? Chất lượng luôn. Không phải là cây to bên em là bán nhiều tiền hơn mà cây nhỏ ít tiền hơn đâu ạ. Nó nhập theo từng mã và loại này bản chất to, có những loại bản chất cây nó nhỏ hơn. Nên chính vì vậy nhà em phải phân theo từng khu. Và Robert hoa thơm cũng 65.000 đồng một chậu nữa. Hoa thơm lắm ạ, nên chơi cái loại này một chậu. Tiếp đến nữa, đó chính là cây này là cây hoa hồng blue. Trời đất ơi, cái lô hoa hồng blue bình thường nó chỉ cao bằng tầm thân này thôi ạ. Các bác thấy hoa bồng hồng blue hôm nay này, cây cao to chưa? Rất là cao, rất là to này. Có những thân nó cao đến 2 gang tay, hơn 2 gang tay. Cái lô hoa hồng blue này rất là chất lượng luôn, cũng 65.000 nhá. Lô này rất là chất lượng. Tiếp theo là bò tím lá mít ạ. Tất cả những mặt hàng này là nhà vườn trước khi gửi đi đều phải phun cho mọi người, đó chính là chống thối nhũn nhá. Bởi vì cái mùa này là cái mùa nắng nóng thất thường, đôi khi có những cái cơn mưa mà nó không chợt qua mà không tránh được, nếu mà các bác không phun thối nhũn là rất dễ là bất kỳ cây nào nó cũng sẽ ảnh hưởng bởi sự thối nhũn. Nên nhà vườn đã phun trước, các bác thấy những cái lá này là thuốc chống thối nhũn. Này, bò túi tím hôm nay rất là đẹp này, cây tơ luôn nhá. Cây tơ mướt 100% này, đẹp chưa? Bò tím lá mít hôm nay cũng 65.000 này. Cây đẹp như vậy có 65.000 thôi, bình thường 80.000 đấy các bác nhá. Cái lô bò tím thì em về nhiều chưa? 40 cây bò tím thoải mái đặt hàng. Tiếp đến là cây kinh công. Bản chất dòng kinh công thì vốn dĩ nó cũng bé bé xíu xíu thôi, nó không to đâu. Nhưng hoa thì lại đẹp. Đấy. Lô này là cây đã trưởng thành đấy ạ. Kinh công 65.000 đồng một cốc. Dáng xưa. Cây thân mập đẹp, nhiều cây đang nhú vòi nụ này, cũng 65.000 đồng một cốc dáng xưa nhá. Banana hoa thơm màu vàng. Này, banana này, thân cao dài đẹp. Banana hoa thơm rất là đẹp, 65.000 đồng một chậu ạ. Bò vàng lai hay gọi là huyết long. Đây là cây hoàng long, xin lỗi. Cây bò vàng lai hay là một cái tên gọi khác đó chính là cây hoàng long. Loại này thì rất là to. Ra cây này rất là tơ, rất là non. Đấy. Nhìn nó rất là mơn mởn luôn. Đây là cây hoàng long nhé, cây bò vàng lai này. Hoàng long cùng là một tên gọi, 65.000 đồng một chậu. Tiếp theo nữa đó chính là đồng tiền vàng đổi màu. Cái loại đồng tiền vàng đổi màu bản chất loại này cũng khá là bé nhá, nhưng mà lô này còn to mập ấy ạ. Nhiều lô đầu năm vừa rồi em nhập cây nó bé xíu bằng cái này thôi. Đấy. Đây, cây này đã cho hoa rồi đấy. Đấy, đây là mầm năm nay, thân năm nay nó sẽ dài hơn, thân nó rất là mập. Cái đồng tiền vàng đổi màu. Cái loại này hoa của nó khi mới nở nó sẽ màu vàng và dần dần chuyển sang màu trắng nhá. Bông rất là đẹp. Size hoa 65.000. Tiếp đến là Zaza Mini. Hàng Zaza này là hàng Zaza vườn. Còn Zaza loại kia thì là loại hàng của Thái nhá. Hàng này là hàng thuần vườn. Đấy, cây của nó trong tình trạng là cứng cáp khỏe mạnh nhá. Mọi người thích lấy Zaza loại nào cũng được. Đấy, loại này cây tơ, mướt, đang nhú nụ. Zaza Mini này thì em bán với giá là 55.000 thôi ạ.
Bình thường 65.000 nhưng ra ra này em bán 55.000 nhá. Riêng ra ra loại vườn này 55.000 một chậu. Rất là mướt luôn. Không có cây nào là cây cắt ngồng luôn ạ. Tiếp đến là dáng cây mặt trời đỏ nhá. Đây là cây mặt trời đỏ ạ. Dendro mặt trời đỏ. Cây lá mít tròn đẹp. Dòng này hoa của nó rất là đậm đẹp, 65.000 đồng một cốc. Tiếp nữa là cây hồng sọc. Hồng sọc thì không có nhiều thân, cũng đang nhú nụ này, cũng đang đứng ngọn. Hồng sọc 65.000. Doraemon. Tiếp theo là Doraemon, 65.000 đồng một cốc. Doraemon Big Red hoa tím đậm. Dòng này cây của nó không cao to đâu, nhưng mà cũng đã cây đứng nó ngồi đúng vòi chuẩn bị nhú hoa này. Big Red tím đậm 65.000. Tiếp theo là ngọc trai đen. Đây là cây ngọc trai đen ạ. Ngọc trai đen 65.000 đồng một cốc ạ. Tiếp theo nữa đó chính là cây thỏ vàng lưỡi đỏ. Đây, các bác lưu ý là thi thoảng một số cái lá dendro ở dưới gốc nó sẽ bị rụng. Ví dụ như cây này nó rụng hết lá vàng ở dưới gốc rồi. Đấy, thì cây nó rất là đẹp. Một số cây nó vàng gốc nào em cũng phải cắt tỉa đi. Thỏ vàng lưỡi đỏ 65.000. Dendro vàng chanh siêng hoa, sai hoa 65.000 đồng một chậu. 65.000 đồng một chậu. Tím lavender. Tím lavender, cây cũng rất là nhiều thân. 65.000 đồng một chậu, rất là mướt. Và đây là bò vàng lá mít này, 65.000. Dendro vàng lưỡi đỏ. Vàng lưỡi đỏ hoa thơm, thân nù mập. Cũng 65.000 nhá. Dendro vàng lưỡi đỏ. Nắng 4N nhá, đợt này nắng 4N về cây rất là cao mọi người này. Này, cây cao này. Đấy. Và giá em bán một cây nắng 4N là 65.000 đồng một chậu nhá. Cao nó phải rơi tầm khoảng gần 3 gang tay. Và đây là dendro vàng tia nhá. Vàng tia thân cao, mướt đẹp. Cũng 65.000 nhá. Dòng này hoa của nó màu vàng với cái họng của nó tỏ tia ria thôi. Rất là đẹp. Loại này cây cao, mướt, chuẩn bị nhú nụ này. Nhiều cây đang đứng ngọn chuẩn bị nhú nụ rồi. 65.000 một chậu vàng tia. Tiếp đến là bà liễu xưa hoa thơm hàng tác phẩm này. Đây, thân gần như là toàn dài 4 mét, 1 mét thôi. Đẹp lắm. Loại này thì em bán 590.000 một chậu. Đóng cái loại này hơi cực một tí, nhưng mà hàng này đều là những cái hàng tác phẩm để các bác chơi. Chơi quanh năm và chơi Tết. Đây là hàng mới về nhá. Còn năm ngoái em nhập cái lô kia này còn đắt hơn này, bán 650 hàng Tết ấy. Nhưng mà cây này nó già cỗi. Lô này có 3-4 cái chậu này là em bán từ Tết đến giờ vẫn còn ế. Đấy, bởi vì sao cái lô này nó nở hoa nhiều quá. Còn hàng kia gần như là toàn thân tơ. Lô này toàn thân tơ này, mà thân cao đẹp lắm. 590 là giá này, giá thời điểm hiện tại. Chứ còn nếu mà để tầm vùng thời điểm Tết thì không bao giờ có giá này luôn. Đấy, đẹp lắm, bà liễu xưa hoa thơm. Em có vài chậu tác phẩm. Đây là hàng đặt theo cái yêu cầu của khách nhé. Chứ còn em đóng cái hàng này nó ngại ấy. Chủ yếu bán hàng gửi theo đường xe ô tô hoặc là gửi khách đến nhà mua ấy thì ok. Hôm qua cũng đóng 3 chậu của cái loại to đùng này cho khách. Đóng xong thì cũng hơi cực, nhưng mà khách mua là mình cũng đã cảm thấy vui vẻ rồi ạ. Rất là hạnh phúc rồi. Đấy. Thủy Tiên nhà em mới về nhá. Lô hôm nay thì về vẫn là những cái chậu hàng thuần. Và đây là những cái cây mà 5 tuổi, nó rơi từ 5 rưỡi trở lên. Đây ạ. Một lô hàng xanh mướt mượt mượt ạ. À, Sơn Thủy Tiên đấy ạ, tình trạng một chậu đây. Mọi người có thể xem qua này. Trong lô này thì em sẽ lựa cho các bác những cái chậu đẹp nhất gửi đi trước. Bởi vì một số chậu thì nó cũng hơi nhỏ hơn một chút xíu, nên sẽ lựa cho các bác những cái chậu mà to đẹp gửi đi trước này. Vừa về một lô. Và giá Sơn Thủy Tiên ngày hôm nay chỉ có 180.000 đồng một chậu thôi ạ. Hàng bao mướt đẹp. Đấy, hàng rừng thì nó nhiều thân già. Dòng Sơn Thủy Tiên thì hoa rất là thơm. Còn tiếp theo bên đây đó chính là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc. Hoàng thảo chuỗi ngọc thì em vẫn bán một chậu hàng thuần này với giá là 160.000. Đấy, rất là nhiều mầm gốc thân tơ đang lên. Vũ nữ hoàng hậu hoa xanh thì em đâu đó chỉ còn tầm khoảng gần 20 bầu nữa thôi. Và hiện tại thì em thấy nó đang nhú. Cái này cũng không biết là mầm hay là thân tơ nữa. Nhưng mà một chậu hoàng hậu hoa xanh nhà em rất là to, rất là nhiều thân. Đây là cây trưởng thành, cây 53, 54 ạ. Chứ không phải là cây năm nhất, năm hai mà nhiều shop đang bán cái loại nhỏ ấy. Loại này là loại to nhá. Vũ nữ hoàng hậu xanh em bán là 160.000 đồng một cây. Và riêng hoàng hậu này em chạy số lượng mua 3 cây em miễn ship ạ. Đấy, đấy là hoàng hậu hoa xanh.
Đây mời mọi người ngắm qua cái mặt bộ hoa của sô-cô-la này. Bông hoa của nó này rất là dài, rất là to, rất là đẹp. Bông sô-cô-la rơi được 1,5 m, cao 1,5 m. Đây là quay thời điểm nó hơi tối một chút đấy ạ. Và tiếp theo đây là những cái chậu bà liễu xưa hoa thơm. Lại đây là chậu phi 18 cây cao. Một chậu cây cao tầm khoảng 70-80 cm như này em bán với giá là 200.000 một chậu. Em còn duy nhất 6 chậu thôi. À 5 chậu thôi ạ. Em còn 3 chậu này là chậu Dendro. Dendro này, Dendro xuân. Hàng hoa của em nhưng bây giờ nó tàn hoa mất rồi. Em ký hiệu cho mọi người nhé. Mã này mã gọi là cây số 1 này, Dendro này. Những chậu hàng hoa là hôm vừa rồi bán hơn 200 đấy ạ. Em thanh lý chậu này 110.000 đồng. Chậu này 2, 4, 5 thân. Vừa rồi thân hoa rất là dài, đang lên mầm gốc. Chậu số 1 này. Chậu số 2. Chậu này là màu tím chớp này. Chậu này là chậu tím tím đậm đấy ạ. Cánh tròn bầu. Chậu này chậu tím chớp này. Chậu em bán 90.000. Giá cũ 150 nhá. Tàn hoa rồi bán 90.000. Chậu số 3 này. Chậu này 2, 4, 6 thân. Nhiều mầm gốc hơn. Chậu này giá cũ là 160 này. Bông này bông tím đậm này. Tàn hoa rồi đấy. Chậu này giờ bán 130. Đấy còn 3 chậu. 3 chậu Dendro. Và thêm một lô lan quân tử nhá. Đây là dòng lan quân tử lá ngắn ạ. Lá ngắn xếp rất là đẹp, cây nhiều cặp lá. Và hôm nay thì một chậu lan quân tử này thì em xin phép chia sẻ cho mọi người với giá là 80.000 đồng một chậu lan quân tử lá ngắn đẹp. Dòng này thì hoa của nó có rất là nhiều màu sắc, có thể là màu cam, màu đỏ, màu vàng. Hàng này thì cũng chưa sổ hoa nhưng mà cái dòng này hoa đẹp. Và đây là một cái cây phong thủy vừa thu hút tài lộc rất là nhiều. Em bán 80.000 đồng một chậu lan quân tử. Em lên cho mọi người những cái chậu thạch hộc tía. Những cái chậu thạch hộc tía này là hàng thuần, ghép gỗ rồi. Đấy, về các bác đặt luôn cái gỗ này vào chậu này cũng rất là dễ, không phải ghép đâu, mất thời gian nào. Và lô này thì toàn nụ là nụ rồi. Một chậu đỗ trung bình nó từng đầy thân, nó xem như nhau. Và em bán một chậu thạch hộc tía như vậy có 130.000 thôi ạ. 130.000 thạch hộc tía. Ngoài cái loại này là hoa lan, nó còn là một cái dòng dược liệu ạ. Các bác search trên Google rất là nhiều công dụng của dòng thạch hộc tía này nhá. Nhiều công dụng cực kỳ. Và giá ngày xưa còn tiền triệu có thể mua một thạch hộc tía. Hôm nay các bác lấy một chậu này để sưu tầm làm giống cũng được. Chương trình xả hàng chưa bao giờ có nhá. Đây là dòng Dendro tím đậm ạ. Đấy mọi người nhớ cái lô Dendro tím đậm này hồi đầu về là bao tiền không? 120 một chậu nhá. Hôm nay em có 20 chậu này sẽ xả cho mọi người giá gốc 80. Mà không phải giá gốc, để giá gốc còn cộng được cả tiền phí vận chuyển các thứ là nhiều nhiều vấn đề lắm các bạn. Bây giờ xả cho mọi người dưới giá 80.000 một chậu như thế này là quá rẻ. 80.000 một chậu nhá, Dendro tím đậm. Hôm nay còn 20 chậu này. Giá cũ là 120, hôm nay xả cho 18.000. Hàng này đầy ki đầy thân cho. Em đính kèm cho mọi người mặt hoa trên màn hình, mọi người ngắm cho em. Lô thì vẫn là bao xanh bao mướt nhưng mà giá hôm nay thì giá rất là rẻ. Rất là rẻ, có 20 chậu thôi ạ. Vừa gặp đến một lô dáng hương nuôi chồn. Chồn này là chồn của bên Thái Lan nhá. Cái chồn Thái, bông hoa của nó đây. Bông hoa cũng khá là đẹp này. Cái lưỡi, cái họng của nó là họng tím đậm đẹp lắm. Đây bông hoa chồn của bên Thái này. Đẹp chưa? Đốm đốm, trắng trắng, tím tím. Vòi cũng rất là dài. Hàng này thì chậu sẽ từ 2 đến 3 cây. Chậu nào cây to thì nó sẽ là 2 cây. Chậu nào cây nhỏ nhỏ hơn thì nó sẽ là 3 cây như thế này. Đấy. Và em bán trung bình một chậu như vậy với giá là 130.000 đồng một chậu nhá. Hàng chồn Thái nhá. Đây là hàng chồn của Thái Lan. Và chậu hoa của nó vòi rất là đẹp, rất là dài. Đây là bông hoa sót lại thôi. Dáng hương đuôi chồn nhá. Đấy, 130.000 một chậu. Đấy, vừa về lô hàng này rất là đẹp. Tiếp theo đây là những cái bảng đai châu Thái ạ. Đây là bảng đai châu Thái. Hàng này thì nó sẽ có cả đỏ đốm này, đỏ sắc pháo này, màu cam nữa. Bảng này sẽ là bảng 2 cây đều nhau. 2 cây đều. Hàng của Thái Lan nhá. Thi thoảng cái lá ở dưới gốc thì nó hơi xước xát một tí thôi. Còn đâu đa phần là cây nó rất là đẹp. Giá đang giảm giá nhé, từ 250, hôm nay em bán chỉ có 220 một bảng thôi. 220 một bảng, còn đâu đó 5-6 bảng. Tiếp đến là hoàng nhạn. Đây là cái lô hoàng nhạn hàng rừng. Hàng rừng và trồng từ khi cây còn bé nhé mọi người nhé. Nhiều bác nhận hàng mà là sao cái lá gốc của nó vàng đấy. Bây giờ các bác trồng hàng rừng xem. Chắc chắn là các bác sẽ bị rụng lá gốc. Nhưng mà để một cái cây mà bây giờ nó vàng lá, nó mọc lên được như những cái cây này, nó rất là đẹp rồi. Đấy, em bán theo cây nhá, 80.000 một cây.
chậu 2 cây là 160.000. Đa phần nó sẽ là chậu 2 cây thôi. Bây giờ cái loại chậu 1 cây thì nó hết rồi. Đấy, một chậu 2 cây là 160.000. Đấy, ví dụ như là chậu nào, chậu nào mà cây nhỏ hơn một tí thì em sẽ tính cái cây nhỏ nửa giá tiền là 40.000 thôi. Đấy, đây là chậu 2 cây, đây là hoàng nhạn, đây cái dòng hoàng nhạn, hàng rừng tháng 4 ươm lên. Đấy, ví dụ như là chậu 2 cây mà cây mẹ cây con như này thì em chỉ tính là 120 thôi. Cây to 80, cây nhỏ thì tính 40 thôi. Đấy, chẳng hạn như thế nhá. Còn hai cái cây đều đều nhau thì sẽ là 160. Cây lá xếp rất là đẹp. Bây giờ mua hàng rừng bây giờ nó hiếm lắm. Và thứ hai là cây to này gần như là lỗi lá hoàn toàn. Tiếp đến là năm cây tráng hậu hồng ạ. Mệnh danh là cái dòng mà hoa siêu thơm và rất là sai hoa. Chậu nhà em về cái chậu nhiều thân mọi người nhá. Nhiều thân tơ lắm ạ. Chiều cao nó rơi tầm hơn một gang tay. Đến một gang tay đến hơn một gang tay. Chậu nhiều thân lắm. Đấy, đẹp chưa? Và một chậu năm cây tráng hậu hồng như thế này em xin phép bán chỉ có 130.000 nhá. Ban đầu em bán 150 nhưng em đang chạy chương trình là giảm giá còn 130.000 đồng một chậu năm cành tráng họng hồng. Tiếp theo, đây là những cái chậu phi điệp DH77. Đây là hàng lai nhá. Đây là những chậu DH77 lai. Một chậu thì nó rơi tầm 3 đến 4 mầm gốc đang lên và có cả những cái cây mà vừa rồi nó thắt ngọn nó chưa hoa này, đẹp lắm. Có những cây là mít cơ, đẹp lắm cực kỳ luôn. Chậu này em đang giảm giá có 90.000 một chậu nhá. Giá cũ là 101. Đang giảm giá 90.000 đồng một chậu DH77 ạ. Hoa cực kỳ là thơm. Còn hơn chục chậu 90.000. Tiếp theo nữa là những cái giò kiều vuông Lộc Bắc. Đây là những giò kiều vuông, hiện tại thì cũng có khá là nhiều cây chuẩn bị bây giờ với bung nụ nhá. Đây là một cái lô kiều vuông phải nói là nó nở trái mùa, chứ tầm này là nó hết hoa rồi. Bác nào mà bây giờ mà chuẩn bị được chơi hoa là mua cái lô này nhà em là các bác sẽ được chơi hoa. Đấy, bây giờ được trái mùa mà nhá. Một chậu kiều vuông này là thuần sẵn rồi. Về chỉ việc treo lên mà chơi thôi. Đấy. Và giá thành kiều vuông thì mọi người biết rồi, đó đắt đúng không? Mà giờ làm gì có hàng kg đâu. Ghép một chậu mà toàn thân tơ như vậy hôm nay thì có 210.000 đồng một chậu thôi. Hoa của nó thì nở thành từng chùm như những cái chuỗi đèn lồng rất là đẹp. 210.000 đồng một chậu. Và mua 2 chậu thì em sẽ tính là 200.000 một chậu nhá. Mua 2 chậu còn 200. Nhiều cây còn đang đẩy nụ rồi nhá mọi người nhá. Về sắp tới là sẽ được chơi hoa luôn ấy. Em khẳng định mọi người sẽ được một cái mùa hoa của bên Lan Hoàng Nhung với cái dòng kiều vuông này. Rất là đẹp. Codat Koki. Codat Koki hoa thơm. Đây là dòng Codat Koki hoa tím nhá. Tím trắng rất là thơm. Đây là một cái cây lai giữa cây cửu bảo tiên và cây hoàng nhạn nên thân lá của nó cũng rất là giống nhau. Một chậu sẽ là cây mẹ con và hai cây như thế này này. Đấy. Thì thoảng một số lá gốc nó bị rụng bởi vì sao, cây nó nhiều cặp lá, nhiều tuổi rồi. Đấy. Và em bán là 220.000 đồng một chậu 2 cây. Và khi mua 2 chậu thì em tính còn 200.000 một chậu thôi. Mua 2 chậu chỉ có 400.000 một chậu nhá. Cái hàng này thì rễ của nó là dòng rễ gió, treo nó lên rễ rất là nhanh này. Hôm vừa rồi treo ở vườn nó, bây giờ chuẩn bị lên một đợt rễ nữa này. Mọi người nhìn thấy rễ của nó chưa? Loại này nó khỏe lắm. Cứ về treo nguyên này thôi. Hoa thì thơm nức mũi rồi, khỏi phải bàn luôn. Ai đã chơi cái dòng Codat Koki này rồi. Hoa thì rất là thơm. Lô này là sẽ là lô cây đôi cuối cùng. Hết hàng. Tiếp đến là những cái chậu dáng hương nuôi cáo Cao Bằng. Một chậu trung bình nó sẽ là 3 cây. Trung bình sẽ là 3 cây. Và một chậu 3 cây như thế này em bán với giá là 130.000 đồng một chậu. Đây là cáo lá xếp nhé. Lá xếp, cáo lá xếp. Còn có cả chậu 2 cây. Loại 2 cây thì em bán 90.000. Thực ra em nhập cùng giá tiền ấy. Nhưng mà thôi, loại 2 cây em sẽ giảm giá cho các bác. Còn những chậu 3 cây này thì em bán 130. Đây là dáng hương đuôi cáo Cao Bằng. Phi điệp Hòa Bình này. Đây là những cái chậu phi điệp Hòa Bình mà ngày xưa ươm từ những cái con gọi như là con kiến, con xíu xíu ấy ạ. Đấy. Và hiện tại thì cây đã đứng ngọn và thắt ngọn chuẩn bị cho hoa này. Hôm nay em bán có 25.000 một chậu thôi. 25.000 một chậu, nó đa phần nó sẽ là một thân. Đấy. Và mua 10 chậu bên em sẽ miễn phí ship nhá. Mua 10 chậu phi điệp Hòa Bình em sẽ miễn phí ship. Loại này về đẹp